Rồi, alo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta còn nghe anh bài tiếp ha. Thì hôm qua có một tập mình không có lên tiếng, thì nguyên nhân là do tập đó mình quay lúc khuya. Hôm qua mình bận quá tới khuya mình mới làm video được, cho nên là tập đó mình không có lên tiếng được. Tại lúc đó mọi người ngủ rồi, mình không có nói nhỏ được nha các bạn. Tại vì là mình sử dụng cái mic để bàn chứ không phải là cái gì ta, chứ không phải là cái phone mà nó có cái mic, cho nên nó là cái mic nó không có nằm kế cái miệng mình được. Mình phải nói tương đối lớn chút xíu thì tiếng nó mới vô mic. Có dụ mình chỉnh cái mic cho nó hút tiếng tốt hơn thì nhiều khi nó hút luôn mấy cái tiếng ồn bên ngoài. Tại nhà mình gần đường lớn mà tối xe nó vẫn chạy. Not bad. Rồi, ok. I end my turn. Trời ơi, ra hai con này luôn, sao xui thế nhỉ? Giờ ra con nào ta, mình tới giờ vẫn chưa lấy được con này nha. Thôi được rồi, thí một con đi. Chứ giờ chưa ra mấy con xung quanh này được. That was a good attack. Lấy con này đè con này hóa là mình lỗ rồi. Tự nhiên lỗ 200 điểm thủ các bạn thấy không? Rồi ok. Mình lấy được quả 100, anh lấy lại của mình 200, nhưng mà thôi không sao các bạn. À rồi, hay quá, cuối cùng cũng ra được con này. Not bad. Oh yeah. Con này nhìn nó hài hài sao. Oh yeah. Luckily, I have this card. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. Rồi ok, ông anh lợi hại. 800. Mình mất con này mình hơi tiếc á, tại vì mình có một con à. Nhưng mà thôi kệ cũng sao các bạn. À, còn con này để làm chi? À, đó là con này. Rồi, anh ơi, em có con này. What? Bài vô nha ông anh. Rồi. Summon ra con này vậy. Cái con này yếu lắm, để nó bị bắn chết như vậy à. Ở đây con này con gì? Flip. Hay à. Rồi hết kệ nó bắn đi các bạn. Triggered my effect. Chứ không hồi anh đè đó mình phải bắn trước. Rồi ok, con này mình chống được. I end my turn. Ây da. Ồ, có con này rồi, nhưng mà giờ muốn thì phải có ở đây úp xuống được mà. Thì phải có cái lá Fusion nữa, bởi mình ghét chơi Fusion mấy cái bản đầu lắm. Chỉ có bản của Zoe, bản của Maric mình mới chơi Fusion mới hiệu quả thôi. Này nó có con á, cho mình thí 5.000 điểm để mình gọi con Fusion ra. Trời. Lại con này nữa. Cứ như vậy thì mình lỗ điểm thôi. Thật sự rất là khó cho mình. Giờ mình thủ không được, mình thủ là ảnh gọi con Summon Skull ra ngay. Chấp nhận chơi luôn thôi các bạn. Gọi con này ra bắn phụ. What? Chơi. Not bad. Not bad. Ha ha. Rồi anh thủ biết anh thủ con gì. I end my turn. Đây là theo lý mình phải thủ một con này chắc ăn các bạn. Đề phòng anh chơi con Marufor với mình. Bắn.
flip. À, anh có thêm con này nữa. Your monster's attack triggered my effect. Rồi, ok, không sao. Not bad. Không sao, mình vẫn có khả năng thắng các bạn. Giờ mà ảnh ra mình lật cái lá cáp hôn lên liền. I end my turn. Rồi ok, mấy con này không mạnh mà được cái nó đông là được rồi. À đây, con lá chuyên dùng để phát áp đây. Dỡ con này lên. Oh, rồi, không sao. Không sao. Rồi, ra bài đi anh. Ủa? No. Chà, uổng thế nhỉ. I end my turn. Rồi, cứ quăng bài ra thôi. What? Chơi. À, thì ra là cái lá tào lao thiên tướng này. Chơi. Mấy con thủ 2000 bên bản này rất lợi nha. Tại vì rất ít có những con nào mà cao điểm công nó trên 2000 để giết được. Ngay cả con Custop, con rồng bị nguyền rủa đó. Nó cũng phải khó khăn lắm. Nó cũng rất khó mà gì được con này tại điểm công 2000 bằng nhau mà. Rồi xong, con này lật ngang nó qua đi, nó bắn chút xìu rồi để nó chết, nguy hiểm lắm. Con gì đây? Trời ơi, hai con này luôn. Rồi, xung quanh đi anh. Luckily, I have this card. I offer two of my monsters as a tribute. I'm counting on you. I summon Dark Magician. Rồi, ok, anh dở rồi ông anh. What? Can't be. Đợi nãy giờ luôn á. Tự ảnh ra con Summon School là mình cực rồi. Nhưng mà ảnh ra con này thì mình lời. Thủ cho chắc ăn các bạn. À quên mất, anh không có để trap ở đây. Anh để trap thì mình sợ chứ. Không thôi. Quên, hơi sợ các bạn. Tại chơi Yugi sợ lắm. Rồi, no. Rồi, ra lá bài mới đi. Ồ, con này có rồi. Rồi, chơi thêm ván nữa các bạn, hy vọng thắng. Mà dù đánh với Yugi, thường đánh tới ván thứ hai là mình hay thua lắm. Tại vì khó mà thắng được Yugi liên tiếp 2 lần các bạn. Tại nếu mà thắng được Yugi liên tiếp 2 lần thì có lẽ là mình đã chơi 3 ván rồi. Nhưng mà đánh với Yugi thôi, đánh hơi khó, nên là thôi mình sẽ đánh lẻ. Thắng ván nào ăn ván đó các bạn. Ây à, ồ ảnh nhường mình đi trước à. Rồi ok, cảm ơn anh. Đi trước trong cái phiên bản của Yugi thì mình sẽ chiếm được thế thượng phong. Đặc biệt là mình cần như vậy để mình đặt bẫy với Mỹ Trơn á. Rồi quăng rồi ra trước luôn. Úp con này xuống. Khè ảnh. Now I'll set a card. I end my turn. Rồi quăng con bèo này ra trước, đề phòng lá trap hole ở đây. No. À không phải hả? I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. I activate spell binding circle. Lá phòng ấn. No. Flip. À con này. Your monster's attack triggered my effect. Ây da. Rồi ok, kinh đấy ông anh. I end my turn. Rồi ảnh không có lát áp rồi, ở đây mình không sợ rồi. À mình có trap hole rồi, hay quá, lần này ra bài hên ghê. You're going to activate a spell card? Rồi quăng con này ra thí luôn các bạn.
What? No, 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 ai thèm chơi chữ đấy. Mất một con rồi. Rồi ok, để mình chơi luôn đi, tiếc chị cái là sắp hồ này. Now, I'll set a card. Oh. I end anh có trap à. Nguy hiểm thế nhỉ. Rồi kệ, cứ quăng ra đi. I see what you're trying to do. Unfortunately, tại giờ không có con khác để quăng, bắt buộc phải quăng. Chứ không mình lỗ mình lượt ra. Chẳng thà mình phá lá trap đi, nhưng hồi mình quăng còn mạnh hơn ra ảnh. Ảnh mở cái trap lên mình chết nữa. Thà bắn giờ luôn đi. Chấp nhận các bạn, đôi khi phải chấp nhận thương đau. Con chim đó mình tiếc thật đấy. Rồi phải chấp nhận. Rồi ok. Rồi ha. Và vấn đề là khúc này thì ảnh đánh mình được nhưng mình đánh ảnh không được. Trời ơi là trời. Thôi để thế thủ các bạn. Tiếc cái con này thật á, nhưng mà phải chấp nhận để thủ. Giờ có con nào khác đâu, ra nó ra hai con summon cùng lúc, chỗ này là mình lỗ rồi. Rồi bắn đi ông anh. Bắn đi, bắn đi. That was a good attack. Ây da, trời ơi. À hay quá, có con nữa để thủ nè. Đó, những lúc này cần nhất những con thủ đây. No, 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 no. Rồi, no, 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 no. Ây da. That was a good attack. Ôi giời ơi. Now, I'll set a card. I end my turn. Ây da. Chà, bây giờ phải đợi lá phim sành đồ ra mới chơi được. Đang để như vậy mình ra là mình bất lợi. Hay ra như vậy luôn đi. I see what you're trying to do. Mất, anh đang mở cái lá trap ở đây. I activate my trap card. Lá này. Mình cũng có lá này mà mình quên. Tính ra bài mà quên mất anh đang úp lá trap rồi đó. Giờ mình làm gì có con nào mình sao để chơi lại con rồng này nữa đâu. Giờ muốn phiêu xanh cũng không được nữa. À, pha đó hơi ẩu. À hay quá, có con này để chịu đòn cũng được. Ra bài kiểu này còn hơn. Rồi lấy nhẹ của ảnh 400 cũng được. Đang thế thủ kiểu này thì mình chịu trận được. Ồ, oh, đắt hôn à. Đắt hôn nhưng mà từ từ. Aha. I can't fail. I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. Rồi ok, ông anh lợi hại đấy. Đó, nãy mình gọi con ninja ra là mình lỗ rồi. Rồi, ok. Aha. Vấn đề giờ ảnh ra lá hồi sinh là mình mệt. Rồi, ok, 2003. Mình đang tiến gần hơn tới chiến thắng nhưng mà cũng chưa chắc là thắng đâu. Anh Yugi lật kèo kinh lắm. Now, I'll set a card. Ây da. I end my turn. Lại có một lá trap nữa.
quăng ra thí luôn đi. À không, không phải hả? Ê trời ơi, chấp nhận chơi luôn. Chơi thì ra là con Hane Hane rồi, nhưng mà tính ra mình vẫn lỗ, mình mất ba lá, anh mất con lá. Rồi anh cầm bên tay ra được một con bài quái là mình thắng. Trời ơi, ra quái này sao chơi. Thủ ây già, láng này mình hết vận may rồi các bạn ơi. Rồi gắn cái cây này vô luôn đi. Chơi nữa trời. Chà, giá này mình với ảnh ăn miếng trả miếng kinh dữ. I activate my spell card. Card destruction. À ok. Mình được lấy hai lá. I end my turn. Anh vẫn không rút được bài quái, hên quá. À ha, ra con rồng này là anh chết. There must be something I can do. But what? Rồi ok, nhưng mà chưa đánh với Yugi là khả năng cao anh lật kèo phút cuối lắm. Tất nhiên là anh chắc anh không ra được gì thần sức mạnh rồi, nhưng kiểu này cái gì nữa đây. À, rồi ok, nhưng mà anh không ra được bài quái thì cũng vậy thôi. Ồ, anh ra được bài quái rồi các bạn. Chà, còn 700 mà lì lì dữ. Không biết con này con gì đây. Trời, your monster's attack triggered my effect. Chà, pha này ảnh câu giờ hàng kinh dữ. Ây da, I activate my spell card. Gì nữa? À, rút bài. Trời ơi, biết ngay là ảnh phản công mà. Ở bên đó là đánh với Yugi không có gì là chắc chắn đâu các bạn. Tưởng mình sắp thắng tới nơi rồi, ai ngờ ảnh vẫn là kẻ chiến thắng thấy không. Giờ thủ con này chưa chắc được. Mình cũng hết bài để thủ rồi. Ảnh ra được con này là mình mệt. Ảnh có hai con này lận mình, ba con luôn cũng không chừng. Ba trăm. Mình cần thêm phải đánh sao mà thả kéo được 400 quăng ra mình mới lấy được có 200 của ảnh à. Chơi. Rồi, ok. Ảnh gần hết máu rồi các bạn, ráng lên. Ráng lên, ráng lên. Ồ, ảnh không ra bài rồi. Ảnh không ra bài là mình thua, tại vì không có con nào nào của mình đánh được con 1700 hết. Lá hồi sinh mình xài luôn rồi, giờ đâu có gọi Super School lên được. Trời, ra bài kiểu này chết. Ít nhất nó thủ 1200, có con nào bèo bèo ra bắn không. Phải chịu, anh ra con nào 1200 giùm em cái. Ê trời ơi, anh hên quá, anh bóc được lá bài này. Nãy chưa rút được cái lá mà lấy hai lá ra là thấy mình xui rồi đó. Trời, không ra bài luôn. I end my turn. Ra bài giùm em cái đi anh. À rồi, cảm ơn anh. Hên quá, sau cùng mình vẫn là kẻ chiến thắng. Thôi hết cả hơi các bạn ạ. À. À no 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 no.
ok một cái bình mới, Dragon Capture ra. Cái bình này là cái bình tro cốt, bắt tro cốt của con rồng á. Nghe giống trong cái tập nào đó mà Yui đánh bộ bài rồng, nhưng mà cái thằng nhà nó có lấy đồ, bán đồ cổ Trung Quốc á. À, cái lá bài này chẳng qua chỉ có chức năng là bắt tất cả những con rồng trên sân là phải đứng như thể thủ thôi. Ôi trời ơi, lá này không giá trị lắm, thôi kệ, nó cũng là một lá bài mới các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình qua mình đánh với Maric ha. No, I lost. I guess you wanted to win much more than I did. It was a great duel. À, đúng, trận này quýnh hay thiệt các bạn. Ăn miếng trả miếng rồi cuối cùng là mình mới là người chiến thắng, chứ không có thắng một cách áp đảo các bạn. Đánh trận này đúng là căng não thật ấy. Rồi, ok. Để coi nào, mình quên lấy cái lá nào ta. À đúng đúng đúng. Mình bỏ lá này ra đi, mình cần muốn chơi cái lá này để mình gọi quái lên là mình phải chấp nhận là gì ta, phải có quái hồi máu chứ không mà chết mình đấy. Bỏ bớt ba con này ra luôn đi, mình giữ một con thôi, giữ một con thôi, quái đó giữ nhiều cũng không quan trọng lắm. Đây 1 2 3 vừa đủ 52 lá. Bên này mình có cái lá tráp giống của bên cây ba không nhỉ, cái lá mà để mình mà khóa 7 đối phương. Chắc nếu không chắc bây giờ cụ dùng con Zizo rồi. Có vẻ như bên này là mình không có cái lá đó các bạn. Lá đó xài được bên bảo cái ba thôi hay sao á. Ở đây mình chỉ có lá khóa phép thôi, không có lá khóa tráp rồi. Hoặc là lá đó phải lấy riêng bên này chứ không được lấy từ bên kia qua. Cái bình này nó cũng xuất hiện bên này rồi các bạn thấy không. Ok, lên bài spell rồi. Rồi ok, vô đánh luôn các bạn. Rồi bạn nào nói là muốn coi mình đánh rồng trắng mắt xanh ba đầu quá thì ok, mình sẽ ráng lấy ra cho bạn coi lần nữa, tại con đó mình dùng mấy lần rồi. Rồng trắng mắt xanh ba đầu của cây ba còn mạnh hơn thần ra cơ, nhưng mà thủ thì kém hơn. Công 4.500 mà thủ hình như có 3.800 mà. 3.800, 3.500 vậy mình không nhớ. Nói chung là tăng công mà giảm thủ rồi. À ok, mình thua. Amaric chắc chắn là không nhường rồi. Ok ok, vô. Ồ, vừa vô ra con này luôn, đúng ý quá. Rồi, cấu của mình ngàn máu. Tự trừ mình 500 mà tự khen mình giỏi luôn. Ok ok, ông anh hài hước thật đấy. Rồi, úp lá này xuống, quăng lá này ra. À, anh có lá này. Từ từ, khoan đánh vội các bạn. Khoan, hãy tung con này ra từ từ đã. À, anh chơi con này. Cái gì đây? À, là đúng, anh gọi thêm con nữa ra thôi. Từ từ đã. Hồi sinh à. Rồi ok, không anh lợi hại đấy. Rồi, quăng con này ra luôn. Tất nhiên. Rồi, tam thủ lục nhãn bạch long ra trận. Quăng con này ra luôn. Rồi xong. Giỡn hả? Con này hệ quang. Rồi, tưởng chú tăng công mạnh sợ à. Này tăng công này. Rồi, ok, xử luôn con này các bạn.
gì đây? À, khóa công. Rồi, ok. Càng quăng ra thì mình là càng mạnh thêm, tại vì cái lá này nó bốc sức mạnh đoàn kết mà các bạn, sức mạnh tình bạn là đây nè. Sức mạnh tình bạn của Yugi biến thành một lá bài luôn á. À, con này. Rồi xong, bây giờ nó còn mạnh hơn cả tam thủ lục nhãn bạch long các bạn. Úp lá tráp xuống em phá luôn. À cái lá này chỉ chống thủ thôi. Rồi ok. Kinh đấy không anh? À, ông anh tính bắn con nào của em? Rồi ok, gọi thằng ra ra. Thằng ra đụng phải tam thủ lục nhãn bạch long cũng tiêu à. Nhưng mà em còn lá này không anh ạ? À? Bên này bài quá mạnh luôn các bạn thấy không? Rồi. Vì cho con robot này nó tát anh chết cho anh nhục nè. Rồi xong. Hết bài để kêu ra rồi nha ông anh. Ông anh hết bài rồi, khỏi còn tỏ ra nguy hiểm. Thằng em của ông anh là biết ông anh hết bài rồi. Thôi được rồi, về với tổ tiên nha ông anh. Về gác mộ tiếp giùm em phát đi ông anh ơi. Nhà anh có truyền thống gác mộ cho Pharaoh mà, có gì đâu mà giận. Nhiệm vụ cái đó là cái nghề truyền đời, đúng không? Gì đâu. Không là có tự nhiên sinh ra em mới sống ở Việt Nam đây, em còn phải lo thất nghiệp đồ. Ông anh có cái nghề cha truyền con nói ông anh sướng gần chết rồi, ông anh còn phải đặt cự nữ nữa, khổ ông anh quá. Gì đây? À rồi quăng con này vô thôi cũng được. Rồi ok. Take this. Còn anh không muốn nối nghiệp gia đình thì thôi, người khác nói đâu phải ba anh có mình anh là con đâu đúng không nào? Người khác, đứa con khác của bố anh thấy anh muốn ra làm nghề đó anh làm, có gì đâu cây với giá khác sang tận Nhật Bản rồi đi gây gỗ nhưng mà chính chia thua cho nó nhục. Ây da, rồi không nói nhiều, rồng nòng súng ra trận. Chơi. Rồi, trúng nha. Rồi, đó ít nhất phải cho trúng một lần chứ, tội nghiệp tôi, đó giờ tôi quăng hụt hoài. Rồi, ok, 4.900. Cái gì đây? À trời ơi, Rakigi. Không sao, mình có lá này mà mình gọi lên lại gì đâu. Coi thủ 2002 còn trụ được. Quăng nó ra. Đó, à. Rồi em gọi con rồng của em lên. Anh gọi con ma của anh lên. Rồi quăng luôn con chiến binh sói này ra. Chơi con chơi gì đây? À mặt nạ này cũng lợi hại chứ, trừ 700 điểm ít đổi gì đâu. Mặt nạ này rất lợi hại luôn, trong phim cũng vậy. À, rồi ok anh hồi sinh cái gì đấy. À rồi ok cho anh chôm con của em luôn đó. Rồi, mà của em vẫn tới 2002 rồi không anh? Ê, chào ông anh khinh địch rồi.
Thủ ha. Rồi. Thủ thủ. Chơi nó. Ây chà, xui rồi. Làm sao dở lên. Quá thứ nhất. Bắn. Phát thứ hai, chơi. Tính bắn con này mà thôi, cứ để nó nằm đó. À, rồi ok đó, coi con này là con gì. À là con này. À rồi lại gọi thằng ra ra nữa phải không? Rồi bắn đi ông anh. Em còn lá này mà. Giờ không giết được thằng ra em cũng thắng nữa đó. Rồi em úp con này xuống nè. Bây giờ em kích chiêu của em lên cho vui thôi, chứ anh em có giết được anh hay không thì cũng vậy à. Rồi đập tan hy vọng của anh trước. Còn không giết được thì em bắn con này. Không giết em lấy con này em bắn anh. Anh còn hết máu anh chết mà. 1,400. Còn cái gì đâu mà căng. Hôm qua anh cho em 3 lá mà mới luôn. Em không nói được câu nào đấy. Em tiếc cũng tính cảm ơn anh rồi đó. Mà tại hôm qua khuya rồi em không có lên tiếng được. Bữa nay cho em cảm ơn bù rồi. Ok cho thằng em của anh xin mấy lá bài mới đi. Một lá thôi cũng được. Trời ơi toàn bài cũ không. Ông anh này keo thôi. Hôm qua cũng y chang vậy. Phải cho ba lời cũ không chịu. Xin đổi lại mà anh mới cho ba lá bài mới. À mà chưa có bài mới thì tại sao nghỉ vậy. Chơi tiếp ba giá nữa. Ok cho ông anh gỡ đó. Thắng rồi mà bỏ đi mà chơi không đẹp các bạn. Thành ra thắng rồi cho quay lại cho anh gỡ. Còn thôi cho anh xuống sát luôn. Rồi xuống sát luôn anh ha. Rồi ok mình xài con bài đây. Con bài này nhìn dễ thương phết. Rồi cái con này ra trước. Cái bình này từ từ mình để dành mình tẩy các bạn. Lần đầu tiên mình thấy đối phương ra được thần ra mà bị mình đánh te tua vậy đó. Công nhận thần ra mà đụng phải cái lá bài phản đam là... cũng tự hại mình hết. Bắn nó quay ngược lại 4.000 đam, kéo cái gần hết máu luôn. Rồi chơi. À, thì ra là đó này. Rồi quăng con này ra luôn. Kích lên. À, ngửa đi. À, rồi xui rồi. Thấy trời đất rồi. Lá này thuộc loạn da lá hên xui rồi. Tự nhiên mất oan hai lá này uổng quá. À rồi thôi cũng không sao. Ok, mà hết rồi. Kệ nó không sao các bạn. Giờ dịch bài làm gì nữa, bài đang ngon. No no, tính gọi lá hồi sinh ra nhưng mà hồi sinh lên bắn chưa đủ đam nữa. Rồi lại tung xu chơi cho nó vui. Vậy đi cho gián này nó có cái tính gọi là may rủi các bạn. Rồi ok, mình lại hù tung hụt nữa. Mà tung hụt nữa thì bất quá mình lật qua con này qua mình thủ thôi gì đâu. Rồi cho con này nó chết. Mà con này hệ gì mình không biết luôn, cái hệ này mình chưa gặp á. Nó còn không có sao luôn. Hài ghê. Take this. Gì đây? À, dịch bài hả? Ok.
hậu dịch luôn lá hồi sinh của mình. Dựng được lá tốt đấy ông anh. Rồi ok ok ông anh lợi hại. Rồi giờ em úp con này xuống em giật nhẹ của ông anh 5 lá cho vui nè. Rồi tung su lần nữa. Nữa đi. Trời ơi 3 lần đều sắp hết hả? À, mình không có duyên chơi tài xỉu rồi các bạn ơi. Đã chết một con này của mình hệ quang. Rồi ảnh gọi ra thêm con nữa. Ê già, giá này là mình tự bóp mình rồi các bạn. Rồi ok, xin nhẹ 5 lá. Rồi giật được thần ra rồi, hay quá. Rồi ok. Ồ, chết mất con này uổng ghê. Giật bài của tôi nữa, trời ơi nó giật luôn con này của mình. À rồi đã thấy anh giật lại bài của chú. Rồi tung su lên. Ngửa đi, 3 lần sắp rồi. Ờ à, đó vậy đi. Rồi giờ chú nguy hiểm với ai? Cấu lại 2000 nè. À, à, rồi xong. Đó à, vậy đi 3 lần sắp rồi phải cho một lần nữa chứ 4 lần sắp hóa là chơi hack em à. Rồi cho chú nhái sức mạnh luôn đó. Ồ, rồi mà không sao cả, mình lỗ 2 lá, anh lỗ 3 lá, anh lỗ mà. Mình thì hai lá đó cũng chả phải lá xịn gì, thành ra mình cũng không có tiếc. Rồi úp xuống đi ông anh. À, úp nhiều nhiều lên, úp nhiều đó ít quá. Gì đây? À rồi. Kinh đấy, nhưng mà ông anh nghĩ là em có lá này không? À rồi, ok, hảo. Tự mình trừ điểm mình rồi tự hỏi là mình có làm gì khiến có cố tình làm anh giận không. Hài hước dễ sợ. Anh tự bóp anh hai phát luôn rồi đấy. Giờ dùng lá này là chết. Mình dùng lá này anh gọi thằng ra lên là mình mệt á. Rồi bây giờ mình quăng lá bài ra chơi. À bình tĩnh bình tĩnh. Rồi dùng lá này mình thu phục về. Mượn con này của ảnh tí. Rồi không sao không sao, cho ảnh trừ điểm mình cho vui đi. Rồi khỏi còn xổ số nó mệt lắm rồi, chơi luôn. Xổ số kiến thiết cái gì. Chơi. Rồi xong. Chơi. Hết máu luôn. Mình còn vừa tính lấy cái bình ra để mà cho ảnh cơ hội ảnh gọi thằng ra ra mà nó hết máu luôn rồi. Cái lá này nó bóp lắm mà ra mình không có thích xài là vậy đó. Bởi mình khuyên các bạn đừng có xài cái lá đó nha. Cái lá đó nhiều khi nó bóp ngược lại mình á. Ôi trời ơi, mạng này ra kiểu này hay rồi. Ôi trời ơi, ra toàn bài tốt không. Rồi, vừa vô gì thủ cái đã các bạn. Mặc đâm muốn đánh thế công cũng được. Mà thôi, thủ đi. Rồi. À, thôi, chơi bằng con này cho nó vui nhà vui cửa rồi. No.
mỗi bên đi 1.800. Rồi ok ông anh lợi hại. Ok em dỡ con này lên. Rồi em gọi thằng con nữa ra. Rồi em quăng con rồng nòng súng của em ra. Muốn xài mấy con summon mà 2 ô kiểu này là các bạn phải có chiêu. Chứ mà các bạn không kiếm đủ quân để mà quăng ra mà đè hai con đâu phí lắm, mà đối phương nó đặt bẫy thành công các bạn, cái hay nó có chiêu nó chơi cái lá Rakigi trap hole này đồ là các bạn chết. Thật ra là muốn chơi, mình nói thiệt là muốn chơi mấy con summon mà 2 con này nè, các bạn phải có mấy con effect. Effect nó ra nhiều vô. Đó mình đè lên nó lỡ nó mất con này còn con kia. Không là các bạn tiêu đấy. Rồi từ từ. Chơi. Rồi. Giờ sắp đi, nãy giờ ngửa nhiều rồi. Oh yeah, đúng. Rồi xong. Kết thúc bằng con này. Có gì đâu mà cay dữ vậy ông anh. Rầu nòng súng chưa được bắn luôn á. Ý nói là trong lượt này nha, lượt trước thì có bắn một phát rồi. Tội nghiệp Maric bị mình quýnh ác quá. Ủa con này có rồi hả trời. À có, hình như con này có rồi mà tại lâu quá không xài hay sao á, không nhớ tới nó. À, mà nhìn con này đẹp ghê chứ, hoặc là con này nó có sẵn rồi nào, mà mình không để ý tới nó. Con này hệ thực vật nữ hoàng của hoa hồng các bạn. Nữ hoàng thiên thần của hoa hồng. Ôi trời ơi, quá đẹp luôn. Để con này tòa ao này thì lấy được lâu rồi. Cái đá mà hình nòng súng. Mà nhìn nó không chả giống cái nòng súng tí nào cả. Cái này nó giống cái gì mình cũng không biết luôn. Iris the Mother. Gì đây? Iris. Mẹ của trái đất hả? Ồ. Oh. Con này tiên gì kìa, đẹp thế này. 6 sao công 2.400, thủ 1.200. À, cũng được đó, mà cái effect của con này là sao ta? Bạn nào biết cái effect của con này là sao chỉ giùm mình nha. Chứ con này thấy cũng được, tại 6 sao tức là tốn có một con để mà summon nó ra thôi thì cũng được. Nó công 2.400 tức là nó công ngang con Shizuo là thấy cũng được rồi đó. Thủ thì không bàn. Nhưng mà bây giờ cái after a chain with 3 or more link gì nè, mình không hiểu cái gì hết trơn. Bạn nào hiểu cái effect này là gì chỉ giùm mình nha, để coi con này hữu dụng mình cho nó ra sân với nó hệ tiên đó nè. Mình lấy được chừng 2 lá sân hệ quang rồi mình cho con này ra trận. Tại các bạn biết không, một phần nữa đó là mình muốn phải chơi cái sân hệ quang là tại vì mấy con mình chưa chơi mấy con tiên đồ á. Mấy con hệ hỏa nè, mấy con hệ tiên nè, mấy con hệ đất nè, mình chưa cho nó ra trận nhiều á, là tại mình chưa có sân đủ của mấy cái này. Lá mấy cái sân đó mình mới có một lá, mà sân mà có một lá nó tỷ lệ ra nó thấp lắm, phải có những 2 lá sân mình mới chơi cái bộ đó được. Thành ra bữa giờ các bạn có thấy mình đánh bộ thủy, bộ âm với lại bộ phong không, mà còn 2 cái bộ kia mình chưa có dùng. À, tại 3 cái bộ kia mình chưa có dùng là vậy đó. Rồi ok đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.